Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp cái kem các bạn. Chính cho mặt bạn là con kem vàng nè các bạn. Cao 1m2 ló các bạn. Chân móng hoàn thiện, rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Cái đuôi lớn nè. Con kem vàng. Các bạn thấy không? Còn đây con kem giấy các bạn. Cũng cao tầm 1m2 bò các bạn. Chân móng hoàn thiện rúng yếm có. Cặp này thì chủ báo giá là 52 triệu các bạn. Cao 1m2 bò các bạn, chân móng hoàn thiện hết. Bò kem giấy là xương cối nè các bạn, đầu trụi xương cối. Giá 52 triệu các bạn. Đùi đít rồi các bạn thấy không? Quả đen khui kệ đuôi lớn. Đúng yếm thì nghiêm chỉnh, mẫu vàng siêu nha các bạn. Bò kem lưng đôi, đầu to lưng đôi, đúng yếm nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện. Còn cái bên kem vàng cũng vậy các bạn, cao ngoài 1m2 bò, đúng yếm nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện nè, đuôi dài. Giá 52 triệu các bạn. Giá 52 triệu. Bò cao tầm 1m2 bò hết. Lưng thẳng băng, đuôi dài. Qua này các bạn thấy không? Chân móng đồ hoàn thiện hết. Giá 52 triệu các bạn. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Kem giấy các bạn không, đầu trụi sau này kem này lực luôn các bạn. Anh em bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chú bò mình, comment dưới màn hình video các bạn. Và mình xin báo giá lại cặp cái kem chủ báo giá là 52 triệu các bạn. Cao 1m2 bò, ngoài 1m2 bò các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.